12 nguyên nhân khiến vận mệnh của mỗi người là khác nhau. Thế giới biết bao nhiêu con người, nhưng mỗi người lại một vận mệnh khác nhau. Vậy điều gì đã quyết định đến vận mệnh của chúng ta? 12 nguyên nhân sau đây là điều khiến vận mệnh của mỗi người là khác nhau. 1. Mệnh. Mệnh là cố định, không thể thay đổi, là tiên thiên, chú định. Nghĩa là khi một người xuất sinh thì đã được an bài một mệnh sẵn rồi. Từ nghĩa hẹp mà giảng, người Trung Hoa nói về mệnh chính là bát tự, giờ, ngày, tháng và năm sinh, là một cách xem số của người Trung Hoa xưa. Căn cứ vào bát tự của mỗi người, người ta có thể suy tính ra quỹ đạo vận hành, vinh nhục, phúc họa, bần phú, thọ yểu trong cuộc đời của mỗi người. Từ nghĩa rộng mà giảng, trong cuộc đời của mỗi con người là có những điều mà họ có làm gì cũng không thể thay đổi được. Đây là điều mà người ta thường gọi là số phận. Trong Phật giáo, gọi điều này là A Lại Gia Thức. Nó là thứ đi theo vòng luân hồi của con người. 2. Vận. Vận cũng được gọi là vận thế, là điều có thể thay đổi được. Nếu ví mệnh là một chiếc xe xuất phát từ điểm khởi đầu chạy đến điểm cuối cùng của cuộc đời, thì xe của một người là loại gì, con đường như thế nào, đó được gọi là mệnh. Còn cụ thể một người lái xe như thế nào để đi hết cuộc đời, thì đó lại được gọi là vận. 3. Phong thủy. Phong thủy không chỉ bao gồm môi trường tự nhiên mà chúng ta sống, mà còn bao gồm cả môi trường xã hội. Nếu ví con người như một cái cây, thì phong thủy chính là môi trường mà cái cây này sinh sống, bao gồm thổ nhưỡng, ánh sáng, lượng nước, các sinh vật khác ở xung quanh. 4. Tích công đức. Tích đức chính là làm việc tốt. Cổ nhân thường giảng, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Bất luận là văn hóa Nho gia hay là văn hóa Phật gia, Đạo gia, thì đều đề xướng việc giúp người tích đức hành thiện, từ đó mà thay đổi vận mệnh. 5. Đọc sách thánh hiền. Đọc sách chính là việc học văn hóa, tăng thêm tri thức. Đọc sách là một quá trình học tập suốt đời. Thông qua đọc sách, chúng ta có thể thu hoạch được tri thức, kết giao bạn bè, mở rộng tầm nhìn và còn có thể nâng cao bản thân. Cho nên từ xưa đến nay, đọc sách thánh hiền luôn là phương pháp quan trọng để thay đổi vận mệnh của con người. 6. Tên. Cổ nhân có câu, cho con 1000 vàng không bằng cho con 1 cái tên. Từ nghĩa bề mặt cũng có thể thấy cổ nhân rất coi trọng việc đặt tên cho con cái. Một cái tên tốt, ý nghĩa, sẽ có tác dụng khích lệ đối với cuộc đời mỗi con người, thậm chí còn có tác dụng dẫn dắt, chỉ dẫn. Người xưa, đặc biệt là các gia đình danh gia, vọng tộc hoặc dòng dõi nho sinh, đều rất coi trọng việc đặt tên cho con cái sao cho có ý nghĩa. 7. Tướng. Tướng chính là chỉ tướng mạo, bao gồm tướng mặt và tướng tay. Thời xưa có câu, tướng do tâm sinh, tâm do tạo cảnh, cảnh tùy tâm chuyển. Ý nói rằng thông qua tướng mạo bên ngoài của một người có thể phân tích ra được ý nghĩa trong nội tâm của người ấy. Mắt ác, tâm tất xấu; mắt thiện, tâm tất thiện. Tu đức tại tâm, cho nên điều cắt hung là có thể thay đổi. Tâm khởi niệm thiện, các loại phúc báo sẽ lập tức đến. 8. Kính thần. Kính thần nghĩa là luôn có tâm kính sợ thần linh, thánh hiền. Khổng Tử đã dạy các đệ tử của ông rằng, làm việc nghĩa có ích cho dân, tuy phải kính trọng quỷ thần, nhưng không cầu cạnh quỷ thần, mà nên tránh xa quỷ thần. Đó là người có trí tuệ. Người xưa cũng nói, bậc quân tử có 3 cái sợ: sợ mệnh trời, sợ đại nhân, sợ lời của thánh nhân. 9. Kết giao với quý nhân. Kết giao quý nhân tức là chọn người thiện mà kết giao. Người xưa có câu, gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Nếu xung quanh một người đều là những người đạo đức cao thượng, thì đạo đức của người ấy cũng sẽ trở nên cao thượng. Trái lại, nếu một người luôn kết giao với những người có đạo đức thấp kém, thì dần dà phẩm hạnh đạo đức của người này cũng sẽ xấu đi. 10. Dưỡng sinh. Dưỡng sinh
là giữ thân tâm đều khỏe mạnh. Thời xưa, dưỡng sinh không chỉ đơn giản là sự vận động thân thể giống như ngày nay người ta thường nói. Dưỡng sinh bao gồm cả dưỡng tâm và dưỡng thân. Hơn nữa, cần sống thuận theo quy luật của tự nhiên. Mặt trời mọc thì dậy, mặt trời lặn thì nghỉ, phù hợp với quy luật vận hành bốn mùa của trời đất. 11. Trạch nghiệp và trạch ngẫu. Trạch nghiệp tức là chọn nghề nghiệp, công việc. Trạch ngẫu là việc lựa chọn bạn đời, kết hôn, lập gia đình. Cổ nhân có câu: nam nhân sợ chọn nhầm nghề, nữ nhân sợ lấy nhầm chồng. Để có một sự nghiệp thành công cũng cần phải có một khoảng thời gian. Một người trước tiên cần phải lập chí theo nghề có hy vọng thành công nhất, sau đó kiên định không ngừng làm việc mới mong có thành công. 12. Xu cát tị hung. Trong cuộc đời, người ta cần phải luôn phân tích tình huống, xem xét thời thế, minh bạch lành dữ và họa phúc. Khi hoàn cảnh tốt lành thì cần thừa thế mà tiến lên, trái lại khi hoàn cảnh hung hiểm thì cần chú ý cẩn thận. Muốn có được vận mệnh tốt, hãy học cách cải biến từ trong tâm. Dục vọng không cần quá cao. Dục vọng không nên quá cao, bởi một khi nó không được thỏa mãn thì sẽ gây ra những bức bối, tâm thái sẽ mất đi sự cân bằng. Suy tính ganh đua không thể quá nặng. Nếu một người cứ mải mê suy tính ganh đua với người này, người kia thì sẽ triệt tiêu sự khoái hoạt của cuộc đời. Ganh đua không chỉ đánh mất sự vui vẻ mà còn làm mất đi vận may của một đời người. Phải học được cách quên. Đừng canh cánh trong lòng những chuyện quá khứ không đáng nhớ. Những chuyện quá khứ đã qua là những chuyện đã xảy ra, không thể thay đổi được. Hãy cứ để nó qua đi. Như vậy mới có thể giảm thiểu được rất nhiều sự phiền não, trong lòng mới có thể nhẹ nhàng, thoải mái. Học cách trở nên tĩnh lặng, khống chế những ham muốn của bản thân. Để có được tâm thái tốt, hãy giảm bớt những cảm xúc tiêu cực. Vậy làm thế nào để giảm bớt những cảm xúc tiêu cực này? 1. Học cách trở nên tĩnh lặng. Hãy giữ cho những suy nghĩ của bản thân tĩnh lặng xuống, giảm bớt ham muốn của bản thân. Một khi ham muốn được giảm xuống thì cơ hội sẽ càng nhiều. Giống như câu nói, lùi một bước biển rộng trời cao vậy. 2. Yêu thương trân quý bản thân nhiều hơn. Chỉ có yêu thương trân quý bản thân mình mới có năng lượng để yêu thương trân quý người khác. Nếu có đủ năng lực, hãy thường xuyên giúp đỡ người khác. Như vậy, bạn sẽ nhận được niềm vui. Có nhiều niềm vui là cách giảm sức ép của cuộc sống. 3. Bảo trì tâm thái bình tĩnh. Mỗi khi gặp những sự tình không vừa ý, hãy bình tĩnh. Đời người, không ai là không gặp những sự tình không vừa ý, những chuyện phiền phức. Thuận theo tự nhiên để đối đãi với cuộc đời, bạn sẽ giữ được tâm thái bình tĩnh. 4. Đừng so sánh bản thân với người khác. Trong cuộc sống, đừng so sánh bản thân với người khác, cũng đừng có ao ước được như họ. Ai cũng có ưu điểm riêng của bản thân mình, ai cũng có nỗi khổ riêng mà người khác không biết. Một khi so sánh, người ta thường hay lấy yếu điểm của bản thân để so sánh với điểm mạnh của đối phương, từ đó sinh ra chán ghét. Điều đó chỉ làm tổn hại chính tâm thái của bản thân mình mà thôi. 5. Trân quý người bên cạnh. Mỗi người đến bên bạn đều là có duyên phận. Dùng tâm thái không làm tổn thương người khác để đi đối đãi với mọi người lẽ nào lại không đối tốt với bạn.